Xin chào quý vị các bạn, hôm nay chúng ta đến buổi giới thiệu sản phẩm Nokia 6300. Hiện tại trên tay mình đó là phiên bản màu trắng bạc, cái này gọi là màu silver nha. Cái màu này là bán chạy nhất, bên mình đang bán và bán cái máy này vào bảo hành cho các bạn thời gian lên tới là 1 năm. Hiện tại bên mình nó có 4 màu sắc như này, đó là màu vàng, đây là phiên bản màu vàng này, đây là phiên bản màu vàng, màu trắng đen, màu trắng đỏ và màu đen toàn bộ. Đây là màu trắng đỏ. Mình sẽ cho vào sản phẩm để cho các bạn xem chi tiết bên trong của nó như nào. Đầu tiên thì cái máy này thiết kế thì năm 2007 rồi. Máy này bán rất là chạy, do nó có thiết kế vừa nhỏ gọn và dễ sử dụng. Cái máy này thì bên mình đang bảo hành các bạn thời gian lên tới là 1 năm nha. Các bạn khi gắn sim thì chúng ta sẽ gắn cụ thể cái sim nó bên dưới cái đồng sắt này. Nếu mà các bạn để nguyên như này đấm thì cái sim nó không được ngay ngắn đúng chỗ, nên là các bạn cần phải gạt xuống nha, lấy móng tay các bạn chỉnh xuống làm sao mà cho cái khung sim nó vừa vặn. Ở bên hông này chúng ta sẽ cho cái thẻ nhớ của nó tối đa là 2GB, nhưng mà mình có nhiều người sử dụng mua với cái máy này và sử dụng thẻ 2GB thì nó bị đơ ấy, nên các bạn chỉ nên gắn thẻ là 1GB. Dưới đây là các bạn sẽ nhìn thấy cái khung email này, 100% trên hàng trên thị trường trôi nổi ấy, không phải hàng chính hãng, thì các bạn sẽ biết là cái khung email ở đây nó không có giống. Ở đây giả sử như là mình đọc cái số đuôi của nó là 6411 ở ngay đây, thì các bạn khi chúng ta bật nguồn lên và kiểm tra nó không đúng với cái khung sườn này là không phải hàng chính hãng nha. Ở đây viên pin của nó là viên pin 4C. Pin này thì bên mình có đóng dấu mộc và bảo hành cho các bạn thời gian lên tới là 1 năm cả pin cả máy. Do cái viên pin này nó chênh lệch về nhau tầm 20-30 nghìn. Nếu các bạn mua bật nguồn trên đỉnh máy nhá, đây là một cái màn hình zin với bán với giá là 340 nghìn. Các bạn có thể mua cái màn hình lô thì nó sẽ có giá rẻ hơn nhiều. Đây là cái màn hình zin, mình sẽ bật nguồn cho các bạn xem một cái máy màn hình lô. Khi mình cùng bật nguồn hai cái lên cho các bạn xem nó sẽ dễ hơn này. Bên tay trái chúng ta là màn hình zin nha, là bên bên phải là màn hình lô có giá rẻ hơn. Cái này thì mình chỉ bán là 200 mấy thôi, 270 nghìn. Đây là màn hình lô nha, nó sẽ trắng và nó không có đậm màu như cái màn hình của bên phía trái của bên mình. Màn hình trái thì nó nhìn nó mượt hơn nhiều. Đó, các bạn so sánh. Bên tay phải của mình là đèn màn hình nó màu xanh, nó hơi lật lọt này, các bạn nhìn thấy cái chữ Nokia này hoặc là chữ menu danh bạ bên này nó sáng và đều hơn. Khi chúng ta tiến vào cái phần bên trong có những icon này như menu danh bạ, đây các bạn nhìn thấy danh bạ này hoặc nhắn tin, thì chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt rõ ràng rệt khi màn hình lô và màn hình zin. Đồng thời thì bên hông của chúng ta sẽ có cái phím là báo cuộc gọi nhỡ. Đây mình sẽ kiểm tra cái email cho các bạn trước này. Sao thăng 06 ra cái mã email là 6411, nó trùng với cái mã email ở dưới đuôi máy ấy. Dưới đuôi mỗi một cái máy nó sẽ có cái mã email như này nha. Các bạn nhìn kỹ này, ở đây nó có cái mã email. Chúng ta nên kiểm tra kỹ nha, hàng trên thị trường 100% nó sẽ không có trùng như bên mình đang bán đâu. Và cái thứ hai đó là mình sẽ thử nhá qua cho các bạn xem cái chức năng hoạt động của bên cái đèn báo cuộc gọi nhỡ ở đây. Đây nó có hai cái đèn báo cuộc gọi nhỡ nha. Mình sẽ gọi qua này. Và mình tắt đi, nó sẽ báo cuộc gọi nhỡ màu xanh xanh ở cái bên hông này. Các bạn sẽ nhìn kỹ. Nếu mà vào buổi tối thì các bạn nhìn thấy cái đèn màu xanh xanh nó nháy rất là sáng, nên chúng ta sẽ nhìn được dễ hơn. Nhưng mà đây các bạn nhìn thấy sẽ nhấp nháy này. Mình tháo đây cho các bạn nhìn dễ hơn. Đó, nó sẽ nhấp nháy hai cái đèn màu xanh xanh bên hông. Đó là vì sao mà trên thị trường nó có lại nhiều loại như vậy. Và đây thì nó là màn hình zin, thì nó có sẽ có cho chúng ta hiển thị được một cái màu sắc nó trung thực hơn, nó sắc nét hơn, và những cái chữ của nó là không bị nhòe, rất là đều. Đấy là so với thị trường nha. Còn các phím bấm của nó, tất cả mà bên mình là thay phím mới rồi, nhưng mà cái phím này thì nó bấm nhẹ nhàng và không bị liệt phím nào cả. Giống như kiểu mình mua máy cũ thì nó hay có cái phần hay bị liệt phím nào đó, thì cái này không bị nha. Khi chụp ảnh thì chúng ta sẽ giữ nguyên một chút xíu thì để nó lấy nét xong thì chúng ta sẽ có một cái hình ảnh. Camera ở đây là 2 megapixel, nên là chúng ta chụp gọi là tương đối thôi. Còn cái khi chúng ta vào mạng này thì chúng ta sẽ vào web ở bên dưới, nó vẫn vào mạng bình thường. Rồi như chúng ta sẽ vào website bên mình đang bán là alophone.vn ấy, thì mình chỉ cần bấm chọn địa chỉ này, website bên mình là gì viết vào là mình sẽ vào được mạng nha. Bạn nào mà không vào được mạng thì các bạn chat qua Zalo số này 0967 590 222, bên mình sẽ
có cái hướng dẫn cho chúng ta. Và trong cái thẻ bảo hành thì nó sẽ có một cái địa chỉ để chúng ta đến nơi mua hoặc là chúng ta đến bảo hành. Chúng ta sẽ lưu lại số điện thoại này để bảo hành nhé. Ra mắt từ 2007 rồi, cái sản phẩm này là ngày trước nó tầm 3 triệu rưỡi. Sau này thì Nokia nó giảm giá còn 3 triệu. Nhưng mà bây giờ thì cái máy này hiện tại bên mình đang bán chỉ là 340.000 thôi. Nên là cái bề ngoài nó thì mình chỉ cảm nhận được tầm 90 đến 95% so với máy zin ngày xưa mình đã từng cầm. Thì cái máy này được tầm 95% thôi nha, chứ các bạn nào mà mới 100% thì mình nghĩ là trên thị trường là không còn. Tiếp theo thì mình sẽ vào phần nghe cái phần âm thanh. Đây là âm thanh khi gọi tới này, máy nó có rung. Máy nó rung trên bàn tay mình này. Đó, các bạn thấy khi chúng ta đi đường thì nó không có bị cục gọi nhỡ nha, loa nó cũng đủ để mình nghe thấy và cái độ rung của nó cũng tương đối tốt. Tiếp theo là cái giao diện nghe nhạc thì nó rất là dễ dùng. Máy này rất là dễ dùng này. Giao diện nghe nhạc cũng mình cũng dễ chỉnh, giả sử như mình tua bài hát. Mình thể tua bài hát mình giữ nguyên. Phím tăng giảm âm lượng bên hông nó vẫn hoạt động bình thường nha, không có liệt đâu các bạn. Đây này, các bạn sẽ bấm tăng giảm âm hông bình thường. Đây là cái loa zin của Nokia ngày xưa, thì các bạn nghe thấy âm thanh của nó rất là trong đó. Các bạn nghe thấy âm thanh thì nó rất là trong, nó không có to quá nha, nên các bạn yên tâm là nó không phải là máy Trung Quốc. 100% bên mình bán là hàng chính hãng. Đây thì cái bộ nhớ trong của nó là 7,8 megabyte, thì các bạn sẽ lưu được một vài hình ảnh để làm hình nền. Giả sử như là mình sẽ chụp một cái hình ảnh lúc nãy rồi, mình sẽ lôi ra mình làm hình nền đó. Thì nó, cái này thì bộ nhớ trong nó có sẵn nha. Chủ đề trong đây thì nó sẽ có sẵn nhiều nhiều chủ đề, nó có sẵn tầm 6 cái. Các bạn thể áp dụng chủ đề là Nokia hoặc là chủ đề màu đen thì nó nhìn sang trọng hơn. Hoặc là nếu bạn là muốn xanh nó mát mắt ấy, các bạn chuyển sang cái chủ đề màu gốc của nó là chủ đề Nokia như này. Trước mặt kính của nó thì bao giờ mình có miếng dán này, các bạn thể lột ra. Nhìn máy nó sẽ nhìn trông nó rất là mượt và nó đẹp hơn. Thì khi nào các bạn xài tầm 2 ngày các bạn lột hết ra cho nó mới nha. Thì cái đó thì bên mình có thể bao trả, đổi trả cho các bạn trong vòng một tuần đầu tiên. Danh bạ ở đây thì rất là tiện cho những người nào mà dùng máy phụ. Danh bạ thì bên mình lưu được khoảng 1.000 số. Các bạn thể chọn này, phông chữ, cỡ chữ lớn này. Trong này nó có đầy đủ hết luôn. Đây mình chỉnh qua danh bạ chữ cỡ chữ lớn hết. Các bạn nào mà mua bên mình thì nhanh tay gọi cho số điện thoại là 0967 590222. Bên mình thì bán được số lượng rất là nhiều. Đây các bạn nhìn thấy bên mình đang bán này, nó có màu đỏ, màu đen, màu vàng và màu trắng. Hiện tại thì cái số lượng này không phải là nhiều, nhưng mà đối với bên mình thì mình bán được sản phẩm này là rất là nhiều. Nokia 6300 mình bán rất là nhiều vì sản phẩm rất là tốt và nó khác biệt với hàng trên thị trường nó có. Nếu mà bạn nào muốn theo dõi cái bên mình có giảm giá, các bạn chỉ cần với bạn Zalo số điện thoại đó nhé, 0967 590222, bên mình sẽ bán và bảo hành cho các bạn lên tới là 1 năm. Bạn nào mà chưa theo dõi kênh của mình thì các bạn sẽ bấm ra góc phải để mình theo dõi cái video mình up lên mỗi ngày, mỗi tuần đều có video mới, sản phẩm mới về. Xin chào và lại video tiếp theo.